10 con cá sấu lớn nhất trên thế giới. Tờ Top 10 Hàn Quốc vừa liệt kê ra danh sách 10 loài cá sấu to lớn nhất hiện đang sinh sống trên khắp trái đất. Đứng đầu trong số này chính là cá sấu nước mặn, với trọng lượng trung bình khoảng 450 kg và dài hơn 4,5 m. Dưới đây là 10 con cá sấu lớn nhất trên thế giới, được xếp theo thứ tự lớn dần. 10. Cá sấu mũi hẹp. Trong thiên nhiên hoang dã, một con cá sấu mũi hẹp khi trưởng thành có chiều dài khoảng 3,3 m và nặng hơn 205 kg. Tuy nhiên, một số cá thể sống lâu năm có thể đạt tới chiều dài 4,2 m và nặng hơn 300 kg. 9. Cá sấu đầm lầy. Cá sấu đầm lầy hay cá sấu ba tư có tên khoa học là Crocodylus paluchis, là một loài cá sấu được tìm thấy ở Ấn Độ và các quốc gia xung quanh. Được biết, mỗi con cá sấu loài này khi trưởng thành có trọng lượng trung bình khoảng 225 kg và dài 3,3 m. Tuy nhiên, trong lịch sử cũng ghi nhận không ít trường hợp phát hiện cá sấu đầm lầy dài 5 m, nặng khoảng 450 kg. 8. Cá sấu mã lai. Cá sấu mã lai hay cá sấu Ấn Độ giả có nguồn gốc ở các con sông tại Sumatra, Indonesia và Malaysia. Khi đến tuổi trưởng thành, mỗi con cá sấu mã lai nặng trung bình khoảng 210 kg, dài khoảng 4 m. 7. Cá sấu Trung Mỹ. Tuy không phải là loài có kích thước lớn nhất, nhưng cá sấu Trung Mỹ lại là loài nguy hiểm nhất trong đại gia đình cá sấu, bởi vì chúng có thể di chuyển với vận tốc gần 17 km/h trên mặt đất và hơn 32 km/h khi ở dưới nước. Bên cạnh đó, với việc sở hữu trọng lượng cơ thể khoảng 335 kg cùng chiều dài cơ thể đến hơn 4 m, chúng dễ dàng biến con người trở thành bữa ăn ngon trong tức khắc. 6. Cassius. Chiều dài thân là 5,49 m, nặng trên 1 tấn. Lẽ ra Cassius clay dài thêm 20 cm nữa, nhưng một phần đuôi của nó bị cắt đứt trong một cuộc chiến với con cá sấu đực khác. Con vật này đã trên 100 tuổi, được bắt đưa về vườn nuôi cá sấu bang Queensland, Australia từ năm 1984. Năm 2011, nó được phong là cá sấu to nhất thế giới trong số những con cá sấu nuôi của sách kỷ lục. Thông thường trong thiên nhiên, cá sấu trưởng thành có chiều dài từ 2 đến 5 mét. Riêng loài cá sấu nước mặn Crocodylus porosus, con lớn nhất và cũng khá phổ biến, chiều dài có thể lên đến 8 mét. 5. Brutus. Con cá sấu già hầu như hết răng, chỉ còn 3 chân này từ lâu đã được du khách ưa thích, những người tham gia một chuyến du lịch bằng tàu trên sông Adelaide. Nhưng chính bức ảnh của phóng viên New Katrina Bryford chụp Brutus phô bày sức mạnh đầy đủ nhất của nó đang tung mình lên khỏi mặt nước bên cạnh một chiếc tàu du lịch mới thu hút được nhiều chú ý quốc tế. Mọi người khi nhìn vào bức ảnh này đều trầm trồ một câu theo như tiêu đề của chúng tôi, con cá thần thánh. Bức ảnh kinh ngạc này lan truyền nhanh trên Internet, thậm chí xuất hiện cả trên truyền hình Mỹ, vì người xem rất ngưỡng mộ vòng ngực của Brutus. Một vài người nghi ngờ liệu đây có phải là ảnh giả không, nhưng được trả lời bằng một loạt bức ảnh tương tự do những người khác gửi tới. Những người này đã ở rất gần với Brutus. Brutus được tin là đã 80 năm tuổi và hiện bị cụt một chân trước. Người ta đồn rằng con cá sấu có biệt danh quái thú này đã mất chân trong một cuộc đại chiến với cá mập diễn ra cách đây khá lâu. Trên thực tế, cá sấu Brutus đã hoàn toàn quen thuộc với người dân ở Australia kể từ năm 2011, với kích thước dài hơn 5,5 mét, nhưng cá sấu Brutus rất thân thiện với con người. 4. Dominator. Là một người anh em của Brutus, Dominator có chiều dài cơ thể đến 6 mét và nặng 1.133 kg. 3. Gustay. Hầu như tất cả những con ác thú ăn thịt người đều không hoành hành được lâu. Sau khi tác oai tác quái một thời gian ngắn, chúng sẽ bị người dân địa phương tiêu diệt. Nhưng vẫn còn một con ác thú thực sự vẫn tồn tại khôn ngoan theo năm tháng. Tại Burundi thuộc châu Phi, tồn tại câu chuyện thực sự về con cá sấu sông Nin khổng lồ đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người. Nó được gọi với cái tên là Gustay. Con cá sấu này dài 6 mét và nặng cả tấn, được mệnh danh là sinh vật ăn thịt người vĩ đại nhất trong thời đại. Nó là con cá sấu sông Nin lớn nhất còn sống, cũng như là con săn mồi đơn độc lớn nhất trên toàn lãnh thổ châu Phi. Theo những người địa phương, tới nay nó đã giết tới 300 người. Những người bản địa tin rằng nó giết người như một thú vui tiêu khiển, chứ không phải vì đói. Nó giết nhiều người cùng lúc trong một lần tấn công, sau đó biến mất hàng tháng, thậm chí cả năm, chỉ để xuất hiện ở một chỗ khác và lại giết người. Không ai đoán được nó sẽ lại xuất hiện khi nào và ở đâu. Nhiều người dân thậm chí còn chứng kiến
Ghost Tây giết và ăn những con hà mã được trưởng thành, loài động vật mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù lớp da ngoài của Ghost Tây chứa vô số những vết dao, lao và cả súng trường, nhưng không ai giết được nó. Nhiều thợ săn đã cố gắng bắt cho được Ghost Tây bằng cách chế tạo các cái bẫy lớn dưới nước. Nhưng mặc dù con cá sấu này xuất hiện, nó không bao giờ tiến đến gần chiếc lồng. Nó chỉ bơi quanh như chế giễu những người đã đặt ra cái bẫy ấy. Patrick Fay, một nhà tự nhiên người Pháp, nghiên cứu con ác thú này từ năm 1990 tới nay đã kết luận rằng Ghost Tây đã trên 60 tuổi, chính vì vậy nó có nhiều kinh nghiệm và khôn ngoan để không bị lừa. Các bức ảnh chụp các nhà khoa học thuộc tổ chức National Geographic Society vào năm 2008 cho thấy con cá sấu này vẫn rất khỏe mạnh và lanh lẹ. Có lẽ nó sẽ tiếp tục sự nghiệp cướp phá và giết chóc, tồn tại như một huyền thoại sống. 2. Yai. Yai là tên một con cá sấu nước mặn lai sống tại vườn thú ở Thái Lan, có chiều dài cơ thể lên đến 6 mét và nặng hơn 1.118 kg. Yai được sinh ra vào ngày 10 tháng 6 năm 1972. Hiện tại Yai vẫn còn sống và tiếp tục phát triển. 1. Lô Long. Hãng tin Antara dẫn nguồn tin từ Manila cho biết Bộ trưởng Môi trường Philippines Ramon Pay khi thông báo quyết định trên ngày 31 tháng 7 đã nhấn mạnh rằng không nên săn bắt cá sấu tự nhiên một cách bừa bãi chỉ vì mục đích săn bắt lấy thịt hay da của nó, vì có thể đạt được điều này nhờ các trang trại nuôi cá sấu. Cá sấu trong tự nhiên cần được bảo vệ bởi nó duy trì cân bằng hệ sinh thái tự nhiên giữa các loài săn mồi và con mồi của chúng. Sách kỷ lục Guinness đã công nhận lô long là con cá sấu sống trong điều kiện nuôi nhốt lớn nhất trên thế giới. Lô long là một con cá sấu nước mặn, bị bắt hồi tháng 9 năm 2011 tại sông Masagansang ở Bunawan, miền nam Philippines, sau khi nó tấn công các đàn gia súc chăn thả và giết chết một bé gái 12 tuổi ở hồ Mihaba năm 2009. Hiện được nuôi nhốt tại công viên sinh thái và trung tâm nghiên cứu Bunawan ở làng Coselo, thuộc thị trấn Bunawan, tỉnh Agusan de Sur, miền nam Philippines. Khi cá sấu lô long bị mắc bẫy, hơn 100 người dùng cáp và cần cẩu mới đưa được nó lên ô tô bởi nó có chiều dài 6,17 mét, nặng hơn 1 tấn, vượt qua kỷ lục con cá sấu lớn nhất trước đó bị bắt tại Australia là Cassius Clay, nặng chưa tới 1 tấn, dài 5,48 mét. Cá sấu nước mặn. Ở thời điểm hiện tại, cá sấu nước mặn không chỉ là loài cá sấu lớn nhất mà chúng còn là loài bò sát lớn nhất trên thế giới. Được biết, mỗi con trưởng thành của loài này có trọng lượng trung bình khoảng 450 kg và dài khoảng 4,5 mét. Thậm chí, không ít tài liệu đã ghi nhận rằng từng phát hiện những cá thể cá sấu nước mặn dài 6,7 mét và nặng tới 2.000 kg. Vào năm 1945, loài bò sát khổng lồ này đã trở nên vô cùng nổi tiếng về độ đáng sợ khi giết chết 400 binh sĩ Nhật khi họ di chuyển qua đầm lầy ngập mặn trên đảo Remri, Myanmar. Cá sấu sông Nin. Với chiều dài trung bình khoảng 4,2 mét và nặng tới 410 kg, cá sấu sông Nin trưởng thành chính là loài cá sấu lớn thứ hai hiện đang tồn tại trên trái đất. Đáng chú ý, dù không to lớn bằng người anh em cá sấu nước mặn, nhưng cá sấu sông Nin rất hung dữ và là một trong những kẻ sát nhân đáng sợ nhất trong thiên nhiên hoang dã. Bởi vì, các thống kê mới đây đã chỉ ra rằng, hàng năm, cá sấu sông Nin thực hiện khoảng 275 đến 745 vụ tấn công người và 63% trong số đó đã tử vong. Cá sấu Orinoco. Hiện nay, Orinoco là một trong những loài cá sấu có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Hiện tại, chỉ có thể tìm thấy chúng ở một số vườn quốc gia tại Colombia và Venezuela. Với trọng lượng cơ thể khoảng 380 kg và dài hơn 4 mét, cá sấu Orinoco trưởng thành chính là loài cá sấu lớn thứ 3 đang tồn tại trên trái đất. Cá sấu Caiman đen. Cá sấu Caiman đen trưởng thành có chiều dài trung bình khoảng 3,9 mét và nặng hơn 350 kg. Điều này giúp chúng lọt vào danh sách top 10 loài cá sấu lớn nhất trên thế giới. Điểm đặc biệt của loài bò sát khổng lồ này chính là việc chúng thường chọn các loài động vật nguy hiểm như cá piranha hay chăn anaconda nhỏ làm thức ăn.